chào mọi người thì trong video này mình sẽ cùng tìm hiểu về data ops là gì và cách để xây dựng hệ thống data ops là một hệ thống mà ở đó mình có thể automation tức là automate được cái process của mình development mà dựa trên data thì nếu mà data ops là xử lý và làm việc trên application và software thì data ops có là nghĩa là mình đang work ở trên data thì cái việc mà có ops và ops thì mình đã mention ở trong một cái video phía trước thì ở đây mình sẽ nhắc lại là data ops là sẽ là đảm bảo được cái quality cái data quality và uh, việc collaboration, collaboration giữa các team với nhau trên cùng một cái data module thì nó sẽ mượt uh, mà nhất và hiệu quả nhất thì uh, cũng dựa trên cái sáu cái dimension cho data quality mình sẽ check và mình sẽ được interact ở trên một cái hệ thống DevOps pipeline thì ở đây mình sẽ có là 6 cái dimension đó chính là completeness, accuracy, consistency, uniqueness, timeliness và validity. Thì cái entity của mà mình test nếu mà ở software development thì nó là cái application, software, function, uh, module, class thì ở đây mình sẽ có những cái entity đó chính là table, dataset, columns và rows. Thì nó sẽ được define dựa trên vẫn là cái uh, actual result và expected result Thì uh, cái đây là cái definitions của uh, data ops pipeline thì cách để mà mình xây dựng một hệ thống data ops như thế nào cái đầu tiên cái cái đầu tiên đó chính là mình phải đảm bảo được là cái data đó nó được verify trước khi mà nó merge vào trong production và end user có thể sử dụng được cái, cái data đó cái thứ hai là mình sẽ apply cái agile process cũng giống như devops cái thứ ba là tức là mình phải test dựa trên cái những cái commit những cái event mà um, data nó khi nó được merge data khi thay đổi data model nó thay đổi cái thứ tư tức là mình build một cái hệ thống ops dựa trên cái nền tảng là Microservices Tại vì ops nó phải là một cái service nằm ở ngoài cái hệ thống DataPy hiện tại Cái thứ năm đó chính là hỗ trợ Scale tại vì khi mà khác với integration Thì nó được Interact dựa trên cái Và được testing dựa trên những cái server riêng Thì ở ops Mình cũng hỗ trợ những cái Microservices Nhưng mà có hỗ trợ hệ thống Scale Tại vì khi mà mình perform những cái uh, data testing mà nó nặng ở trên um, uh, Synapse hoặc là trên PressChip uh, hoặc là trên BigQuery ấy, Thì đồng thời đó mình cũng phải perform những cái test nằm ở trên con server uh, Hoặc là tùy theo cái strategy mình muốn keep data ở trên uh, server hay là mình muốn lấy data và mình test ở trên uh, DevOps Service Thì cái năm, cái scale Uh, ở đây mình có uh, design một cái uh, architect cho DataOps uh, data Pipeline Thì ở đây mình có thể tưởng tượng đó chính là uh, đây là một cái developer, chính là mình hoặc là nhiều team với nhau Họ muốn thay đổi một cái data model ở trên một cái model repo Thì khi mà một cái commit change trên cái repo này nó sẽ trigger cái CI trigger đúng không Thì ở đây sẽ có một cái hook Cái hook này nó sẽ trỏ vào trong con backend này Backend này sẽ lưu những cái configuration vào trong một cái DB, một cái internal DB thì khi mà đã lưu vào trong á, thì mình sẽ trigger một cái REST để mình trigger qua một cái data ops service thì data ops này mình sử dụng dbt để mà mình interact và mình perform những cái test nằm trên cái table mà mình hoặc cái entity mà mình muốn test thì hai cái backend service và cái data ops service này á, được xây dựng dựa trên microservice cho nên là mình sẽ có những cái custom image để mình pull thành tạo thành container để mình pull để mình tạo ra thành backend backend và data ops uh, data ops thì cái uh, explain mình để dưới này cũng như là những cái explain. Cái tiếp theo á, là đây là cái giao diện khi mà mình muốn xây dựng một cái hệ thống và một application để perform những cái data quality checks. Thì ở đây mình sẽ có những cái rules và những cái set hoặc rules. Ở đây ví dụ ở đây mình có một cái connection repository. Cái đại diện cái entity type của mình là cái table, entity name là cái cái table name hả là cái transfer task block mình muốn perform check cái này và mình muốn And check duplication trên cái này thì ở đây mình có set khi mà muốn mình có cái set này đã được config sẵn và muốn perform những cái test á, thì mình ở đây mình sẽ có là mình muốn có cái giao diện như thế này để mình perform quality check hoặc là mình trigger cái data op service thì cái này ở dưới cái này là một cái giao diện thì ở phía dưới sẽ là một cái API ở đây và mình sẽ trigger cái data op service nằm đây thì cái đây cái result mình sẽ nằm ở đây uh, có perform cái test pass hay không thì để xây dựng được một cái container thì mình sẽ có những cái custom image. cách để xây dựng custom image là mình sẽ uh, build những cái docker file để mà mình gói những cái image lại và push lên trên cái docker repo. đây là cái table structure cũng như là những cái script để mà mình init được cái những cái container mà mình muốn xây dựng lên. thì ở đây mình sẽ demo trước. Um, thì cũng như mình nói là ở đây mình sẽ có một cái giao diện về frontend một cái cho backend và một cái dành cho data os mình clear trước ha Thì frontend ở đây mình muốn build giao diện phía trước mình có một cái giao diện của mình chạy bằng uh, Node.js cho mình sẽ start cái app với frontend này lên Thì frontend của mình nó sẽ should be là nó sẽ chạy ở một uh, 3000, ok Local host 3000 dashboard Thì đây chính là cái giao diện của mình ha Đây chính là giao diện của mình Đây là giao diện của mình Còn bây giờ mình sẽ bật cái backend, backend của mình Thì nhiều mọi người đã thấy là mình sử dụng Flask à, Cho nên mình sẽ start cái app này lên Bằng Python Ok Mình refresh lại cái page này ha Ok Ở cái data quality mình sẽ nằm ở đây Data query, khi mà mình đã có những cái set nào rồi, mình muốn perform những cái check Mình sẽ chọn đúng cái table, những cái configuration của mình Duplications Ok, thì ở đây mình đã có đủ thông tin để mình perform cái test rồi Thì cái việc trước khi mà mình send một cái request qua ở Ở bên cái Data Quality, á mình phải bật cái service này lên Thì cái service này của mình á, thì mình vẫn chạy bằng Python, vẫn chạy Flash, cho nên là mình sẽ bật cái cái um, service data ops service này lên. Để mọi người thử test được full flow ha. sau khi mà cái data ops service này đã được bật lên thì mình bên giao diện này mình sẽ gửi qua một cái trigger. Thì nó sẽ lưu xuống DB. Và sẽ bộ phong cái test, cái test sẽ trả về cái result. Thì cái result nó sẽ xuất hiện dưới này ha. Ok. Thì như người có thể thấy nè là nó đã nhận một cái request và ở trên data ops nó đã perform cái test cho cái table này, task lock này và unit này để mình vào phong cái uh, duplication test. Thì cái backend ở đây mình có trả về là gì? Mình sẽ uh, gửi một cái request tới gửi một cái request tới DBT để mình trigger CI ở đây. À. Và bên này ở bên này thì sẽ bảo cái test ở đây là port cho uh, 5001 thì cái backend của mình backend của mình mình gửi một cái request tới là 5001 này để vào phòng cái test và cái result được trả ra kết quả là string x data observed security ci successful và cái check pass cái pass của mình là check pass ha coi như mình muốn check pass hay không á thì mình sẽ xem ở đây ok thì đây là một cái demo nhỏ về một cái hệ thống về DevOps, uh, data ops pipeline thì um, mọi người có thể có câu hỏi gì có thể để phía dưới mình sẽ giải thích thêm và Uh, mình có để một cái blog post nằm ở phía dưới comment để mọi người ta check out ha thì cảm ơn mọi người hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau bye bye